Em Trần Lĩnh xin kính chào toàn bộ quý khách hàng. Hôm nay là một ngày cũng tương đối là tốt luôn, tại vì ngày hôm nay là đã có khách hàng đã đặt cọc tại công ty ô tô Phú Cường và đã đặt mua một chiếc xe Nissan 3,5 tấn. Sau khi mà đã nghiên cứu rất là kỹ luôn. Đấy, thì hôm nay là Lĩnh lúc nãy là đã cho khách hàng đã thử xe chốt hết xong rồi, thì Lĩnh xin phép là sẽ quay luôn con xe này và sẽ phân tích vì sao chiếc xe này mà khách hàng đến trong cái giai đoạn dịch này vẫn là đồng ý, vẫn chấp nhận và đã đặt và mua con xe này. Dạ, thì Trần Lĩnh Phú Cường là xin cùng tất cả anh em mình sẽ đi khám phá chiếc xe tải mà Lĩnh cũng đã quay rất là nhiều lần rồi. Đây, mình tiếp tục mình làm. Đây là chiếc xe tải Nissan NX350. Đấy, là chúng ta có thể thấy không? 350 thì xe mình là tải trọng là 3 tấn 490 kg. 3 tấn 49. Đấy. Và anh em chúng ta chỉ cần là bằng B2 là đã sử dụng được chiếc xe này. Đây. Rồi, đây là thương hiệu của nó. Logo Nissan. Xe Nissan là động cơ xe của Nhật Bản. Đấy. Và được nhà máy Vinamoto nhập về lắp ráp đây nha các bạn. Đấy. Rồi chúng ta sẽ đi phân tích từng chi tiết của xe nha. Đấy. Thì mình sẽ nói sơ về cái nguồn gốc của cái xe Nissan này. Xe Nissan là được lắp ráp tại nhà máy Đồng Vàng. Nhà máy này là chuyên xây dựng theo tiêu chuẩn quy trình công nghệ được chuyển giao từ Hyundai Hàn Quốc. Nổi tiếng với các dòng xe như là Hyundai Coyote, xe tải Hyundai Mighty Đồng Vàng nha các bạn. Xe tải Nissan là được tập đoàn Nissan Nhật Bản đặt nhà máy tại Trung Quốc, là hai nhà máy thuộc ô tô công ty Dongfeng Motor và ở Vũ Hán nha, ở tỉnh Hồ Bắc ấy, và tỉnh Thường Châu, tỉnh Giang Tô. Thì hai nhà máy này nó chuyên cho là sản xuất và tất cả các linh kiện từ xe ô tô con, xe du lịch, rồi đến các dòng xe tải và các dòng xe điện luôn. Đấy. Thì một chiếc xe này phải nói là cũng rất là ok nha các bạn. Đấy, rồi thì Lĩnh cùng các bạn khám phá tiếp cái thùng hàng đi. Thùng hàng là anh em rất là quan tâm luôn, mà mình thấy thùng mui bạc đây, chúng ta thấy cái chiều cao này lên đến là 1,9 nha. Đấy, từ sàn lên là chở được 1,9. Kèo bạc thì tất nhiên là chúng ta có cái thể là nâng lên một xíu cũng được. Đấy. Thì thùng đây là thùng tiêu chuẩn của công ty đóng. Thì thùng bên công ty em là đóng là có phiên bản này là có bẩn inox nè. Bản lề inox, công lương inox, trụ là bằng u đúc và sàn bằng sắt nha. Phía trong này là đóng bằng 3 lớp này, ở trong là tôn kiểm, ở giữa là mút xốp. Đấy, chúng ta nhìn thấy một cái thùng rất là đảm bảo nha. Thùng hàng này bên em là chiều dài của con xe là thùng là lọt lòng là 4,23 m. Đấy là chiều dài. Còn chiều ngang của nó rộng thì là 1,87 m. Thế nên là một cái kích thước cũng là rất là tương đối, anh em chở rơi một khoảng cỡ 14-15 khối hàng là tuyệt vời. Rồi chúng ta đi nghiên cứu cái đầu xe đi. Đấy. Đèn này các bạn, chúng ta là thấy một dạng đèn là hình chữ L. Đấy, nhìn thiết kế eo mắt rất là đẹp luôn. Cái dải đèn LED này nó sáng nè các bạn nha. Đây một cái dải đèn LED đi. Đấy, đèn halogen. Phía dưới có chúng ta có đèn sương mù để chiếu cho những chiếu sáng trong những lúc mà điều kiện sương mù hay là buổi tối thời tiết xấu nha các bạn. Đây. Cabin vuông rất là đẹp. Đẹp nhưng mình thấy có gương thì không được đẹp lắm nha các bạn. Đấy, gương thì rất là đơn giản thôi, một miếng, hai miếng hai bên nhỏ như thế này. Và một bên ngang, với tài này. Đấy, đây gương. Phía trên thì có một cái gương cầu lòi, đây là để chúng ta xem phía trước. Rất là nhỏ. Thiết kế gương thì cũng chưa nổi trội lắm nha các bạn. Rồi. Đây là tay cửa của xe. Đây. Rồi các bạn. Sẽ đóng luôn. Về phân tích lốp xe đây các bạn. Lốp xe chúng ta là lốp rất là đảm bảo chất lượng luôn. Lốp DRC. DRC cả lốp là 7R16. Lốp này rất ok nha. Phía trước chúng ta lốp, các lốp trước chúng ta có cái mâm này, rất là đẹp luôn. Rất là nổi trội. Đây là bình dầu của xe. Cái bình dầu chúng ta thì làm bằng nhựa nha các bạn. Đấy, làm bằng nhựa có khóa đầy đủ này. Bình dầu chúng. Rồi, bánh sau. Bánh sau chúng ta là đây. Mà có đặc điểm đó, chúng ta phía sau là gai ngang nha các bạn.
phía trước thì lốp chúng ta là gai dọc, đấy, phía sau là gai ngang, cũng cùng lốp luôn. Đây là phía sau là chúng ta cần một lốp xe cua ở sau đây thôi, một bánh xe cua ở phía sau. Rồi chassis chúng ta đây là chassis được dập nguội 6.000 tấn của Nhật, rất là chắc chắn và khỏe, chịu tải tốt. Chúng ta quan sát cầu sau là chịu tải 5 tấn nha các bạn. Cầu sau chịu tải 5 tấn và hệ thống treo sau sử dụng kết cấu nhíp chính phụ 10 lá chính và hỗ trợ thêm là hai cái giảm sóc tăng cường, khả năng chịu tải và độ êm ái khi chở hàng. Cầu trước thì nó chịu tải là 4,5 tấn đấy, và chúng ta có thể lên xem tí nữa mình sẽ nổ máy anh em xem cầu trước luôn nha. Rồi nhìn cái chassis rất chắc chắn nha. Mình ngắm tiếp theo là chúng ta ngắm lên cái nội thất xe luôn nè. Đây giới thiệu anh em là cái cabin xe chúng ta đi được 3 người. Thì nếu mà để mà mua xe lĩnh bán thì sẽ khuyến mãi cho anh em bọc hết nguyên cái dàn ghế, bọc simili hết cho nó đẹp, nó sạch sẽ và nó đẹp. Thì đây là cái chương trình khuyến mãi khi mà anh em mua xe của Trần Lĩnh Phú Cường. Mình sẽ bọc hết cho anh em. Đây là cái ghế nó chưa bọc này, là nhìn cũng không được đẹp lắm. Một cái hấp dẫn đầu tiên á, khi mà mình lên xe là mình thấy chính là cái cần số của xe này. Xe mình là trang bị hộp số 6 số nha, 6 số tiến và 1 số lùi. Trang bị hộp số phát nha. Rồi khi mình mở máy lên thì xe nó có sẵn máy lạnh. Trang bị thì cũng máy lạnh với đại radio FM, rồi cũng đơn giản mồi lửa, rồi USB. Đây là cái trang thiết bị là cơ bản xe nào cũng có. Được cái mình thấy là hay là cái chỗ này nè các bạn. Bên tài có một cái hộc để chúng ta để chai nước nè, rất là hay luôn nè. Rồi kính chính điện thì tất nhiên rồi, giờ xe nào kính chính điện cả. Đấy, cái gương nhìn, nhưng mà cái gương thì nó không được đẹp lắm, nhưng mà tầm quan sát cũng ok nè, rất là dễ nhìn ha các bạn, thấy không? Đây là cái đồng hồ của xe, ba cái đồng hồ lớn. Đấy, chúng ta quan sát mọi thông tin của xe nha. Rồi vô lăng là hơi bị xấu nha các bạn, vô lăng có hai cháu. Đấy, vô lăng có hai cháu, còi cũng nhỏ. Rồi đây, chúng ta được cái là xe mình là phanh có cupo nha các bạn. Đây chúng ta là phanh có cupo này nha, để nút này rất là an toàn luôn, đảm bảo an toàn nha các bạn. Bình lơ cũng có được cái để chứa chai nước nè các bạn, đó rất là nhiều học luôn. Học đây chắc là nhiều khi anh em biết bỏ gì nè, nhiều vứt bỏ đồ trong này nó cũng tiện nè. Mình sẽ đạp máy nè. Anh em nghe tiếng động cơ nha, rất là dồn luôn, xe này rất là khỏe. Với cái xe này cái động cơ bao khỏe luôn các bạn. Đấy, vô lăng thì trợ lực rất là nhẹ nhàng này. Rồi chúng ta cùng ngắm thấy cái động cơ luôn. Cái động cơ này là động cơ hay á. Cái điểm hay nhất của con xe này mình chấm là cái động cơ nha các bạn. Đây các bạn, xe động cơ Nissan nha, ZD30 á, Power. Cái động cơ Nissan này đi toàn cầu nha các bạn. Đấy, là cái động cơ này với công suất là 140 mã lực, dung tích xi lanh là 2.953, công suất cực đại là 103 kW/3600, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 và đặc biệt là nó là 140 mã lực. Đấy, sử dụng hệ thống phun dầu cao áp điều khiển điện tử của Bosch đấy các bạn. Hệ thống điều khiển phun nhiên liệu là Combodrive, turbo tăng áp và kết cấu 16 van. Quá tuyệt vời. Đấy. Và chúng ta có thể ngắm cái toàn bộ cái thân máy, cái nắp máy và tổng các te là được đúc bằng nhôm hợp kim nha, rất là đảm bảo luôn. Quá đảm bảo, tuyệt vời luôn. Xe cái động cơ này là được nhà máy Nissan Nhật Bản lắp ráp tại Trung Quốc, và nên là có giá thành rất là ưu đãi, và đi kèm nó là chất lượng, chúng ta rất là tuyệt vời luôn.
Thì hiện tại mà một vài anh tài xế và đã vận dụng xe này đó, thì cho rằng á, nếu chúng ta mà đi cổng 7-8 tấn thì xe hoạt động bình thường nha các bạn. Xe này 7-8 tấn ok cả. Này, cái cầu trước này chúng ta thấy, phía trước là chúng ta chịu tải là 4,5 tấn. Cái cầu sau nó chịu tải là được 5 tấn lận. Và hiện tại là xe này đi, đây, nhíp trước luôn nè. Đầy đủ 6 lá nhíp trước này, rất là chắc chắn. Còn đây hộp số đây, hộp số phát. Thì cái 6 số tiến là một số lùi. Thì con xe này anh em đánh giá là nó rất là tuyệt vời. Ok, khỏe luôn, bao khỏe. Xe mình thì có phiên bản là đây là mui bạc nè, rồi có xe phiên bản thùng kính luôn, đầy đủ nha. Thùng kính là được cái thùng hàng nó là dài là 4m23, ngang là được 1m91 lận và cao là 1m9. Đó là về phiên bản thùng kính. Và giá cả của hai cái thùng bạc và thùng kính là thùng kính chỉ chây 5 triệu thôi, để anh em có thể lựa chọn. Thì nếu mà anh em có muốn mà mua một chiếc xe đó mà để chở hàng, mà nhiều khi mà đi quá tải hàng đó, thì hãy chọn Nissan ngay. Tại vì máy rất là khỏe, rất là mạnh, nhưng mà đi kèm với nó là mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng tiêu tốn hơn. Với mức tiêu hao là 100 cây là độ tầm 10 đến 12 lít tùy theo mình vận chuyển hàng hóa, mình đi đúng tải hay dư tải. Đấy nha các bạn, đấy là mức tiêu hao nhiên liệu của xe 10 đến 12 lít. Còn nếu mà chúng ta muốn mà một cái chiếc xe mà nếu mà tiết kiệm dầu hơn thì có thể là chọn những xe dắt đây nè, chẳng hạn xe dắt này máy nhỏ hơn nhưng mà nó sẽ tiết kiệm dầu hơn, và nhưng mà nó sẽ máy nó yếu hơn. Đấy, về con xe Nissan này thì hiện tại là bên em có thùng bạc, thùng kính, và điều đặc biệt là đóng theo yêu cầu của khách hàng luôn. Đóng cái thùng anh em muốn đóng thùng bẩn nhôm hay là thùng inox hay sàn inox thì đều được cả. Và xe này mình hiện tại đang là hỗ trợ, nếu mà thủ tục trả góp ngân hàng thì anh em là vay đi đến là 80% giá trị xe. Với số tiền trả trước là rơi vào khoảng là ngoài 100 triệu là anh em đã sở hữu được một chiếc Nissan NX200 hay là NX350 gì cũng được. Đấy. Anh em chỉ cần cung cấp cho lĩnh là chứng minh nhân dân này, sổ khẩu này, đăng ký kết hôn hoặc là độc thân, hộ khẩu tỉnh nào cũng được luôn. Đấy. Và hiện tại là đang chương trình khuyến mãi, về khi mà anh em mua xe của lĩnh á, thì lĩnh sẽ tặng cho anh em là một cái thứ nhất là một cái bao vô lăng rồi một cái lĩnh xe bọc simili hết xe như lúc nãy lĩnh đã nói với anh em ở phần trước, và thêm hai miếng lót sàn xe cho nó đẹp. Đấy. Ngoài ra đó là con xe này hiện tại là có sẵn này, anh em chốt thôi. Hồi nãy khách hàng cũng mới xem xe xong và mới đi về rồi, cũng chốt một chiếc Nissan 3,5 tấn trong giai đoạn này. Đấy. Trần Lĩnh Phú Cường là xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, và hẹn gặp lại quý khách hàng những video clip khác, những xe khác ạ. Dạ.